Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với chương trình CorelDRAW. Thì trước khi mà vào cái nội dung chi tiết thì chúng ta giới thiệu một chút về chương trình. Thì CorelDRAW là một trong hai cái chương trình mà làm việc ở trên nền vector phổ biến nhất ở trong cái ngành nghề thiết kế của chúng ta. Đấy là Adobe Illustrator của hãng Adobe và chương trình CorelDRAW của hãng Corel. Thế thì xét về tuổi ấy thì thằng Illustrator thằng ra đời trước một chút so với Corel. Tuy nhiên nếu mà nói là cái chương trình thiết kế vector ở trên nền Windows thì thằng Corel lại là thằng ra đời trước, tại vì là Illustrator thì nó thiết kế ra lúc đầu tiên thì đều là chạy trên nền máy Macintosh. Đấy. Thế thì hai thằng thì vẫn cứ cạnh tranh so kè với nhau và người dùng thì cũng vẫn là tranh cãi với nhau rất là nhiều cho đến tận thời điểm bây giờ là thằng nào là thằng chuyên nghiệp hơn. Đấy, nhưng mà đấy lại là một cái câu hỏi không bao giờ có cái lời đáp cả, tại vì là thực ra khi mà các cái chương trình mà nó vẫn còn tồn tại song song cạnh tranh với nhau, có nghĩa là mỗi chương trình nó đều có một cái thế mạnh riêng của nó cả, không thằng nào tiêu diệt được thằng nào. Đấy, đã có những cái trường hợp ở trong các ngành khác thì khi mà có một chương trình mới mà nó mạnh mẽ hơn hẳn ra thì hầu như là chương trình cũ hoặc là chương trình cạnh tranh là bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn đất sống nữa. Nhưng mà hiện tại thì hai chương trình vẫn song song tồn tại, vẫn tiếp tục ra các phiên bản cùng nhau. Như thế là mỗi thằng nó đều có một thế mạnh riêng và nó đều có những điểm độc đáo phù hợp với lại một cái công việc cụ thể ở đấy. Việc chung thì nó sử dụng nó rất là giống nhau, đều có thể là làm thiết kế đa nhiệm rất là mạnh ở trong cái phần là in ấn. Tuy nhiên là Corel thì nó sẽ có một cái mảng mà nó sẽ làm tốt hơn so với lại Illustrator. Đấy là nếu mà ai mà làm về biên bản quảng cáo thì chắc chắn 100% là người ta sẽ chọn Corel chứ người ta không chọn Illustrator. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với lại chương trình. Thì hiện tại chúng ta đang làm việc trên phiên bản là Corel X7 hay là tương đương với lại phiên bản 17. Đây là giao diện đầu tiên khi mà chúng ta vào chương trình. Thế thì thanh trên cùng này là tên của chương trình này, rồi tên của tài liệu nếu như là tài liệu đã được mở. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thanh menu nơi mà chúng ta gọi tất cả các cái lệnh trong quá trình mà chúng ta làm việc. Thanh kế tiếp bên dưới thì chúng ta có thanh gọi là thanh standard. Thanh standard nó sẽ cung cấp cho chúng ta một số các cái lệnh cơ bản thuộc về cái môi trường làm việc và các thao tác cơ bản như là cắt, copy, in, vân vân, và thiết lập một số các cái tham số thuộc về cái môi trường làm việc. Phía dưới nữa thì chúng ta có một thanh gọi là thanh property. Cái này nếu ai đã làm việc với lại họ nhà Adobe thì thấy nó cũng tương tự như thế, nhưng mà bên Adobe thì nó gọi là thanh option. Tính năng của nó thì hai thanh này, cái thanh property này thì nó giúp chúng ta thiết lập môi trường làm việc. Thế còn nếu như mà đã vào trong tài liệu, khi mà chúng ta chọn một công cụ hoặc là chúng ta chọn một cái đối tượng nào đó thì nó sẽ đưa ra các gợi ý liên quan tới công cụ hoặc là tới cái đối tượng mà chúng ta đang chọn đó, để giúp chúng ta là thao tác nhanh hơn mà không cần phải truy cập quá sâu vào trong các menu lệnh ở bên trong. Phía bên tay trái của chúng ta là hộp công cụ nơi chứa tất cả các công cụ giúp chúng ta làm việc trong cái quá trình thiết kế. Ở phía bên tay phải, sát lề phải này thì là hệ thống hộp màu, palette màu. Kề bên cái hộp màu này thì là hệ thống Docker chứa các cái panel giúp chúng ta làm việc một cách sâu nhất trong các cái lệnh mà chúng ta thao tác. Thế còn đây là màn hình welcome. Các bạn có thể là để cái chế độ này hoặc là các bạn chuyển một chế độ khác. Thường thì cái chế độ này nó sẽ hiện lên, nó giúp chúng ta một số các vấn đề. Một là giúp chúng ta tạo ra một tài liệu mới này, giúp chúng ta gọi lại một số các cái tài liệu mà chúng ta đã thao tác hoặc là chúng ta mở gần nhất.
thay vì việc là chúng ta phải tìm rất là sâu ở bên trong, thì những tài liệu nào mà làm gần nhất thì thường nó sẽ được liệt kê, nó được lưu cái danh sách ở đây, và chúng ta chỉ việc là chọn vào đây chúng ta gọi các cái tài liệu đó. Thế và ở đây thì sẽ có lệnh open open other giúp cho chúng ta truy sâu vào trong các cái folder bên trong để chúng ta tìm một, nếu như nó không nằm ở trong cái series mà tài liệu gần nhất mà chúng ta mới mở. Thế thì để bắt đầu thì chúng ta sẽ tạo ra một cái tài liệu mới đã bằng cách là bấm vào New Document. Thực ra thì chúng ta có nhiều cái cách khác nhau để tạo ra một tài liệu mới. Đây là một cách New Document. Đây. Ở trên thanh thanh Standard thì cái biểu tượng trang giấy trắng đầu tiên này thì cũng tương đương với cái lệnh đó, hoặc các bạn có thể gọi nó bằng phím tắt là Control N, hoặc các bạn có thể vào File, vào New ở đây thì có mấy đường như thế để giúp các bạn có thể tạo ra một tài liệu mới. Sau khi mà chúng ta gọi lệnh để tạo tài liệu mới thì một hộp thoại sẽ được mở ra và giúp chúng ta thiết lập các tham số liên quan tới cái tài liệu này. Trong trường này thì nó có một số các cái khu vực. Thứ nhất là name, các bạn có thể là đặt tên cho cái tài liệu của mình. Thường thì mới mở ra thì nó sẽ có cái định dạng sẵn là untitled 1, untitled 2, tài liệu chưa có tên 1, tài liệu chưa có tên 2. Thì các bạn có thể là đặt tên luôn, hoặc là làm xong thì các bạn lưu rồi các bạn đặt tên sau cũng được. Preset thì ở đây nó cung cấp cho chúng ta một số các cái môi trường làm việc đấy, và chúng ta có thể là lựa chọn một cái môi trường chuẩn nào đó để nó phù hợp với lại cái công việc mà chúng ta đang làm. Tại vì chúng ta làm việc thì trên một chương trình thôi, nhưng mà nó có thể xuất tài liệu ra cho những cái mục tiêu rất là khác nhau. Có thể là chúng ta thiết kế ra để in ấn thì cũng có thể là in ấn theo nhiều cái phương tiện khác nhau. Ví dụ như là chúng ta in hệ thống in offset máy in công nghiệp chẳng hạn, hoặc là chúng ta lại in ở những cái hệ thống máy in điện tử hoặc máy in để bàn. Đấy, rồi chúng ta cũng có thể là thiết kế web hoặc làm một cái việc gì đó. Cho nên là tùy từng công việc một mà chúng ta sẽ chọn một cái preset cho nó phù hợp. Ví dụ như là nếu các bạn làm việc để in ấn chẳng hạn, thì mặc nhiên in ấn ở đây tôi nói luôn là in ấn công nghiệp nhé. Đấy, in in trên offset chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải để là CMYK. Còn nếu có việc khác thì các bạn để ở RGB. Các bạn mà thiết kế web thì các bạn để ở web chẳng hạn. Đấy. Thế thì các bạn hãy chọn lấy một cái preset làm sao cho phù hợp với lại mục tiêu công việc của mình. Cái đấy thì lại tùy vào từng người một chứ không có một cái yêu cầu chung. Đó. Sau đó thì sẽ đến cái khổ tài liệu. Đấy, khổ tài liệu này thì các bạn có thể là sổ danh sách ra và các bạn tìm trong này để lấy một cái khổ mang tính là quy quy chuẩn quốc tế, hoặc là nếu mà các bạn không tìm thấy cái khổ phù hợp ở trong phần size giờ này thì các bạn có thể là xuống trường bên dưới. Trường bên dưới này cung cấp cho chúng ta hai cái chiều là chiều rộng và chiều cao của tài liệu, và các bạn có thể là bôi đen ở đây và các bạn chọn lấy cái số liệu và các bạn nhập vào đây. Còn nếu bình thường thì chính là nó sẽ hiển thị cái khổ của cái tài liệu đang được chọn ở trong trường size giờ này. Ở đây nó có thêm một cái đơn vị đo, thì đơn vị đo nó cũng rất là đa dạng, có thể là đo bằng inch, mm, point, rồi pixel, vân vân. Thì các bạn cần một cái đơn vị phù hợp như thế nào cho đúng cái thói quen của mình thì các bạn sẽ sổ danh sách ra và các bạn chọn. Thế còn thông thường thì cái đơn vị đo quen thuộc của chúng ta thì nó chính là mm, chúng ta đặt ở đây là chuẩn. Chúng ta còn có hai cái icon để giúp chúng ta thiết lập cái chiều của cái tài liệu. Thì một hình này là khổ đứng, một hình này là khổ ngang. Các bạn thiết lập tài liệu trên cái khổ như thế nào thì các bạn hãy bấm vào cái khổ đó. Mặc định của chương trình thì nó để cho chúng ta là ở khổ đứng. Thế còn nếu các bạn muốn thiết lập lại thì các bạn sẽ thiết lập sang cái khổ thứ hai bằng cách bấm vào nút Landscape này. Trường tiếp theo nữa thì chúng ta có một cái trường là Number of Page, tức là cái số lượng trang. Cái chương trình Corel này thì nó hỗ trợ chúng ta là làm việc với tài liệu nhiều trang từ các phiên bản rất là cũ rồi,
Đấy. Thì các bạn cần làm một cái tài liệu mà gồm có nhiều trang thì các bạn cũng có thể là thiết lập được ở đây. Mặc dù Corel thì nó không phải là chương trình chuyên để mà làm việc theo cái kiểu cũng như là Word hoặc là các chương trình dàn trang chuyên nghiệp khác, nhưng mà rõ ràng là nếu có nhu cầu chúng ta vẫn có thể là tạo được các tài liệu nhiều trang ở trong này. Tất nhiên lời khuyên là gì, trong cái trường hợp mà chúng ta làm một cái tài liệu mà nhiều trang ấy, nếu mà chúng ta đang quen làm Corel chẳng hạn, chúng ta cũng có thể làm, nhưng mà cũng đừng làm các cái tài liệu mà nó nhiều trang quá, trong vòng độ khoảng 10 20 trang đổ lại thôi. Còn nếu mà vượt hơn nữa thì nên làm việc ở chương trình chuyên nghiệp hơn thì nó sẽ tiện hơn. Phần primary color mode thì cái này nó sẽ thuộc về hệ màu mà dành cho thiết kế. Đấy thì chúng ta xác nhận là chúng ta làm để làm gì thì chúng ta mới chọn một trong hai hệ màu này, RGB hoặc là CMYK. Hầu hết cả cái nhu cầu thiết kế khác thì các bạn đều có thể để ở cái chuẩn RGB. Thế còn nếu mà thiết kế dành cho in offset công nghiệp thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải để ở cái hệ màu CMYK này. Còn rendering resolution thì cái này liên quan tới độ phân giải của tài liệu, thì cái này nó cũng cho chúng ta một số các cái độ phân giải khác nhau, từ 72 cho tới 300 dpi. Thì cái này cũng lại phụ thuộc tiếp vào cái mục tiêu công việc của các bạn làm cái gì thì các bạn sẽ chọn một cái độ phân giải cho nó phù hợp. Còn mặc định ban đầu thì nếu như đã để ở CMYK thì nó sẽ hiểu rằng là in offset và mặc nhiên nó chọn ngay cái chế độ là 300 dpi này cho chúng ta. Thế còn phần pre-mode này thì các bạn sẽ có một vài cái chế độ hiển thị khác nhau. Ở Corel thì nó để sẵn cho chúng ta ở chế độ Enhance này, cái chế độ hiển thị và chất lượng để chúng ta có thể quan sát tốt được cái sản phẩm của chúng ta. Thế còn nếu mà các bạn để ở các chế độ khác thì nó có vài chế độ chỉ để đường viền, rồi chế độ là chất lượng thấp, rồi chế độ là chỉ để một cái vùng xám xám để cho chúng ta hình dung ra ở đấy có một cái gì, thì các bạn có thể là cứ để mặc định như thế này. Về cơ bản thực ra là chúng ta chỉ cần thiết lập đến đây, color setting, description thì một số các cái này các bạn cũng không nhất thiết là phải can thiệp vào đây, tại vì cuối cùng ra khi mà chúng ta xuất tài liệu thì chúng ta sẽ còn có thể là chọn cái kiểu xuất ra dạng tài liệu gì thì lúc đấy chúng ta thiết lập thêm đằng sau cũng được. Sau khi mà chọn lựa được các cái tham số cơ bản rồi, nhấp OK để bắt đầu tạo ra cái trang làm việc. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào làm việc ở trên cái trang tài liệu Corel do chúng ta vừa thiết lập. Thế thì sau khi mà vào trang tài liệu thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái khu vực hình chữ nhật nằm ở giữa màn hình. Thì cái này nó gọi là khu vực làm việc. Đấy. Còn xung quanh của nó thì chúng ta có làm việc được hay không? Về mặt nguyên tắc thì có. Thế thì nó phát sinh ra cái khung chữ nhật này là để làm gì, hay là gọi là cái trang làm việc để làm gì, thì cái này nó liên quan tới cái khái niệm gọi là vùng in. Vùng in là sao? Vùng in là nó liên quan tới cái khổ thành phẩm. Ví dụ như mà chúng ta thiết kế ra một cái gì đó thì chúng ta có thể thiết kế rộng hẹp thế nào cũng được, nhưng cuối cùng thì thiết kế ở trên màn hình là một chuyện, còn in ra xuất ra cái tài liệu cuối cùng thì chúng ta sẽ có cái yêu cầu cụ thể về mặt khuôn khổ đấy, và khách hàng yêu cầu chúng ta thiết kế ra xong thì cái sản phẩm hoàn thiện rồi nó là khổ bao nhiêu thì nó sẽ cần nằm ở trong đúng cái khổ đó. Thì cái thao tác lúc đầu tiên mà khi chúng ta thiết lập ấy, thì nó cũng sẽ dựa trên gì đây nhỉ, dựa trên cái khổ khổ thành phẩm mà khách hàng yêu cầu đấy. Thì chúng ta sẽ thiết lập xong cái đó, và khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta sẽ có mấy cái yêu cầu như thế này: những cái đối tượng nào mà nằm ở bên trong cái khuôn khổ trang giấy mà chúng ta đang nhìn thấy đây, thì khi mà các bạn nối kết máy in chẳng hạn, các bạn sẽ in ra và đối tượng đó nó sẽ có trong màn in. Thế còn nếu như mà một đối tượng nằm nửa trong nửa ngoài thế này, các bạn sẽ chỉ nhìn thấy được phần nửa trong đang nằm ở trong trang giấy thôi, phần nửa ngoài này sẽ không xuất hiện trong bản in, còn đối tượng này thì sẽ hoàn toàn không xuất hiện trong bản in, mặc dù là tất cả các đối tượng này đều đang hiện hữu ở trên màn hình làm việc. Đấy, màn hình làm việc có là một chuyện, còn in ra nó có mặt trong bản in không lại là chuyện khác.
nó giống giống như là chúng ta để một trang giấy chúng ta viết ở trên mặt bàn ấy đó. Nếu mà các bạn thích thì các bạn cũng có thể là ghi ra mặt bàn cũng được, không sao, vẫn nhìn thấy. Nhưng mà chúng ta nộp bài thì chúng ta chỉ có thể cầm cái trang giấy đấy chúng ta nộp thôi, chứ không ai bê cả cái mặt bàn thì mà nộp được cả đấy. Cho nên là cái lý do chúng ta có cái trang giấy làm việc chính là vì như vậy. Thế thì sau khi mà giới thiệu về cái vai trò của cái trang giấy làm việc thì chúng ta sẽ nói thêm về những cái khái niệm cơ bản nhất của Corel. Thì khi chúng ta vẽ ra một đối tượng nào đó ở trong Corel thì chúng ta gọi nó là một object hay là một đối tượng. Và đối tượng do chúng ta tạo ra trong Corel thì nó có một đặc tính như thế này. Bất kể là các bạn vẽ ra một đối tượng to, nhỏ, ngắn, dài như thế nào thì một đối tượng chuẩn ở trong Corel nó sẽ có hai cái thành phần. Một là bề mặt của đối tượng và hai là đường viền của đối tượng. Thế nhưng khi chúng ta mới vẽ ra một đối tượng nào đó thì sẽ chỉ thấy được cái đường viền thôi. Và đường viền này thì mặc định là sẽ là màu đen. Bề mặt đối tượng là không hề có. Đây, chúng ta sẽ thấy rằng là nó trong và do đó chúng ta nhìn thấy xuyên qua được cái hình này, chúng ta nhìn thấy được trang giấy bên dưới. Cái này là một cái điểm khác biệt giữa Corel và Illustrator. Illustrator thì hầu như là chúng ta vẽ ra một đối tượng là nó sẽ được tô màu sẵn bởi cái màu quy định ở trong hộp màu. Thế nhưng mà Corel thì không. Corel thì vẽ ra chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy hình dáng, kích thước của đối tượng mà thôi, và sau này chúng ta cần tô màu thì chúng ta sẽ tô. Đây là điểm mà tôi lại đánh giá cao thằng Corel, tại vì là khi mà chúng ta vẽ ra, chúng ta làm ra một cái bản thiết kế thì chúng ta phải vẽ nhiều đối tượng lắm. Và sau khi mà vẽ xong thì chúng ta tô màu thì nó sẽ đúng ý chúng ta hơn so với cái việc là vẽ ra bất kỳ đối tượng nào nó cũng có màu sẵn như thế và sau đấy chúng ta lại phải lựa chọn, chúng ta lại phải đổi lại màu. Thì cái điểm này thì Corel nó lại là đưa ra một cái logic nó hợp lý hơn. Thế còn tô màu thì sao? Tô màu thì cách đơn giản nhất thì chúng ta chọn một đối tượng và chúng ta bấm vào cái ô màu nằm ở bên phía cạnh phải này thôi. Các bạn bấm vào màu nào thì nó sẽ lúc đó nó mới bắt đầu tô cái màu mà chúng ta lựa chọn vào cho bề mặt của đối tượng. Và lúc này đây nó còn trống nữa không? Không, đúng không? Tôi nhắc ra đây thì các bạn nhìn thấy là nó đã được tô kín và chúng ta không còn nhìn thấy được cái trang giấy phía sau. Nó lấp lên và nó che tất cả những phần phía sau đi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen một vài cái khái niệm cực kỳ cơ bản như sau. Đây, bây giờ tôi vẽ ra một loạt các cái đối tượng to, nhỏ, ngắn, dài khác nhau ở trong màn hình. Thế thì trước hết cái thao tác đầu tiên mà chúng ta cần phải nắm đó là thao tác chọn đối tượng đã. Tại vì khi mà một bản thiết kế của chúng ta có rất là nhiều đối tượng như thế này, nếu chúng ta không có thao tác chọn một đối tượng thì Corel nó sẽ không hiểu rằng là chúng ta muốn làm việc với đối tượng nào trong số những đối tượng đang hiện hữu ở trên màn hình như thế này. Tôi lấy ví dụ chúng ta vừa giới thiệu về thao tác tô màu. Bây giờ tôi muốn tô màu cho cái hình này. Nhưng mà tôi lại quên mất tôi không chọn nó và tôi bấm vào ô màu đỏ. Điều gì xảy ra? Nó sẽ hiện lên một cái bảng thoại là bảng thoại trên Document Default thay đổi các cái thiết lập mặc định của chương trình. Trong đó nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều các cái lựa chọn ở đây và nó đã đánh dấu sẵn một cái phần là phần graphic, là cái phần yếu tố đồ họa. Nếu như mà chúng ta không để ý mà chúng ta cứ nhấp OK bừa đi thì sao? Thì từ nay trở đi tôi cứ vẽ ra bất cứ một đối tượng nào thì nó cũng sẽ có cái màu đó. Tại vì chúng ta vừa làm một cái thao tác là thay đổi thiết lập. Thiết lập gốc của nó là gì? Thiết lập gốc là vẽ ra một đối tượng chưa có bề mặt. Đó. Hay là nói chính xác là bề mặt chưa được tô. Đấy. Thế thì bây giờ nếu như mà chúng ta thao tác nhầm như vậy là nó sẽ thay đổi mặc định của chương trình và nó tất cả các đối tượng mới vẽ ra nó sẽ bị tô màu sẵn, chính là cái màu chúng ta vừa chọn này. Thế để trả nó về mặc định thì chúng ta cũng lại thực hiện lại cái thao tác như vừa nãy, có nghĩa là đừng chọn cái gì cả. Mà đừng chọn cái gì cả thì chúng ta chỉ cần bấm trỏ chuột vào một cái vùng trống ở trên màn hình thôi và sau đó thì các bạn bấm vào cái ô ở trên đầu cùng của hộp màu có cái hình gạch chéo này. Bấm vào đây, nó lại hiện lên cái bảng thoại như vừa nãy, chúng ta OK.
chúng ta xác nhận lại là không tô gì hết, và từ bây giờ chúng ta lại quay trở lại cái mặc định của chương trình, có nghĩa là vẽ ra là không có màu. Thế thì như thế chúng ta thấy là một cái thao tác muốn làm thì cần phải chọn một đối tượng đã, lúc đó nó mới hiểu rằng là chúng ta làm gì đó. Và một đối tượng được chọn thì chọn như thế nào, chúng ta có công cụ Quick Tool là công cụ đầu tiên ở trong hộp công cụ đấy. Tại sao nó được đặt ở đấy thì đương nhiên là vì chúng ta vừa giải thích rồi, nếu mà không chọn thì sẽ không làm được cái gì cả đấy. Do đó thì cái thao tác chọn là phải thao tác làm đầu tiên, sau đó mới tới các thao tác khác. Do đó thì công cụ Quick này nó sẽ được đặt ở đầu hộp công cụ so với các công cụ còn lại. Và một đối tượng được chọn thì nó khác các đối tượng khác như thế nào? Đây, quan sát rất nhanh thì các bạn thấy rằng một đối tượng được chọn nó sẽ xuất hiện sự khác biệt là có các tay nắm điều khiển hình vuông màu đen bao xung quanh cái đối tượng này, và đồng thời xuất hiện thêm một cái tâm chữ X. Đấy. Đối tượng nào được chọn cũng xuất hiện cái tình trạng đó. Và sau khi chọn rồi thì chúng ta mới làm các thao tác khác được. Thế bây giờ chúng ta xem là chúng ta làm được những thao tác gì khi mà chúng ta chọn một đối tượng nào. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau xem nhé. Một đối tượng được chọn, chúng ta có thể làm một số việc như sau. Thứ nhất là di chuyển đối tượng này. Đó, nhấp chọn đối tượng, kéo nó sang vị trí mới, thả ra. Thì đấy là di chuyển đối tượng. Trường hợp thứ hai là di chuyển và nhân bản đối tượng. Có nghĩa là tôi kéo đối tượng sang một vị trí mới. Ở vị trí mới này, tôi không nhả chuột trái ra mà tôi bấm thêm chuột phải một cái thì tôi sẽ nhân bản được cái đối tượng đó. Đối tượng gốc vẫn nằm in ở vị trí cũ và đối tượng nhân bản sẽ nằm ở cái vị trí mà tôi nhấp chuột phải. Trường hợp tiếp nữa là các thao tác transform. Transform thì bao gồm mấy cái như thế này. Các bạn bấm vào một trong các điểm điều khiển của đối tượng. Ở đây chúng ta có 4 điểm điều khiển hình vuông nằm ở giữa các cạnh và 4 điểm điều khiển nằm ở các góc. Nếu như tôi bấm vào một trong các điểm điều khiển nằm ở cạnh như thế này và giữ chuột, tôi có thể kéo ngang hoặc kéo dọc tùy theo chiều mà tôi chọn. Thì tôi có thể thay đổi về kích thước chiều ngang hoặc chiều dọc của đối tượng. Thế còn các trường hợp nằm ở góc chéo này thì sao? Nằm ở góc thì khi tôi chọn cho vào đây, các bạn quan sát tôi đặt đúng vào đây thì nó sẽ thành mũi tên hai chiều. Và bằng cách bấm vào đây, tôi kéo ra ngoài hoặc kéo vào trong thì tôi có thể là thay đổi kích thước, làm lớn lên hoặc nhỏ đi cái kích thước của cái đối tượng. Nhưng lúc này là chúng ta đồng thời tác động tới cả hai cạnh, cả chiều ngang lẫn chiều dọc của đối tượng. Ở trong Corel thì nó có một đặc điểm là kéo cái góc này thì các bạn không phải giữ thêm bất cứ một cái phím nào cả. Họ nhà đốt thì nó bắt các bạn phải giữ thêm phím Shift để đảm bảo rằng là khi kéo thì kích thước thì thay đổi, tỷ lệ thay đổi đấy, nhưng mà tỷ lệ giữa hai cạnh nó sẽ không bị méo đi. Thế còn Corel thì các bạn chỉ cần kéo thôi, không cần phải giữ thêm phím nào hết. Và có một điểm nữa tương đối đặc biệt, đó là nếu như các bạn giữ Shift khi mà kéo một cái đường này thì sao? Giữ Shift mà kéo một đường này thì nó sẽ dẫn tới cái thao tác gọi là có tính tương tác. Tôi kéo cạnh bên phải rộng ra bao nhiêu thì phía cạnh bên trái nó cũng rộng ra bấy nhiêu, nhưng nó vận hành theo chiều ngược lại so với cái thao tác chúng ta đang làm. Bấm vào đây mà kéo lên bao nhiêu thì cạnh dưới nó cũng chạy xuống ngược chiều bấy nhiêu. Thế còn nếu mà bấm vào góc thì sao? Bấm vào góc thì nó sẽ biến đổi từ tâm đấy. Ở đây là chúng ta kéo là kéo góc nào là nó thay đổi góc đấy, đúng không? Thế còn ở đây thì chúng ta sẽ là biến đổi hướng tâm đấy. Thế thì đấy là thao tác transform. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một vài thao tác nữa cũng có thể làm như sau, đó là quay đối tượng, kéo xiên đối tượng, lật đối tượng. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát. Để quay một đối tượng thì trước hết là chúng ta phải chọn đối tượng đấy đã. Khi chọn thì xuất hiện các tay nắm điều khiển màu đen. Nếu bây giờ đối tượng này được chọn rồi và tôi lại bấm thêm một lần nữa vào nó thì lúc này sẽ dẫn tới cái thao tác quay. Các bạn thấy là các cái mũi tên hai chiều đã xuất hiện và thay thế vào vị trí của những cái điểm điều khiển hình vuông màu đen. Và bằng cách là trỏ chuột vào một
trong những cái điều khiển mũi tên hai chiều ở góc này và nhấp giữ chuột thì các bạn có thể di chuột và các bạn quay cái đối tượng của chúng ta đây. Và lúc này các bạn thấy là xuất hiện một cái tâm quay hình tròn. Tâm quay hình tròn này chính là thay thế cho cái điểm X lúc chúng ta chọn đầu tiên. Và đây chính là tâm quay của đối tượng. Ở tâm quay này thì có một cái đặc điểm, đó là tâm này không phải là một thứ cố định, các bạn có thể di chuyển được nó. Và để di chuyển thì các bạn đưa trỏ chuột vào cái tâm này. Sau khi nhấp chuột thì các bạn có thể lôi nó ra vị trí khác. Và khi thiết lập ở vị trí khác rồi, nhả chuột ra, các bạn sẽ thấy rằng đối tượng của chúng ta nó lại quay theo cái tâm mới này. Và đặc biệt nữa là cái tâm này không nhất thiết là phải nằm bên trong đối tượng. Các bạn hoàn toàn có thể kéo nó ra ngoài. Và kéo ra ngoài thì đối tượng lúc này lại quay theo cái tâm mới là nằm ở bên ngoài. Thế còn mũi tên hai chiều ở giữa các cạnh thì sao? Mũi tên hai chiều ở giữa các cạnh này thì nó giúp cho chúng ta có thể kéo xiên đối tượng. Để kéo xiên đối tượng thì chúng ta trỏ chuột vào vị trí của các mũi tên hai chiều ở giữa các cạnh này, nhấp giữ chuột và kéo theo cái chiều mà chúng ta muốn, thì chúng ta sẽ xô nghiêng được cái đối tượng này theo đúng cái chiều mà chúng ta mong muốn. Như vậy là chúng ta làm thêm một thao tác, đó là kéo xiên đối tượng. Và cuối cùng thì chúng ta còn một cái lệnh nữa, đó là lệnh lật đối tượng. Thao tác lật đối tượng. Lật đối tượng thì sao? Lật đối tượng thì các bạn bấm vào một trong các điểm điều khiển ở bên giữa các cạnh. Sau đó thì giữ chuột và các bạn kéo xuyên qua đối tượng sang phía bên kia. Thì chúng ta sẽ lật được đối tượng sang phía bên kia. Tuy nhiên, cái thao tác lật như thế này thì nó tồn chứa một cái sai số, đó là lúc mà chúng ta lật sang, mặc dù lật được đối tượng rồi nhưng mà tỷ lệ hoặc là hình dáng nó cũng không đảm bảo được nguyên gốc như ban đầu. Thế nếu mà muốn lật mà lại đảm bảo là không bị thay đổi về mặt tỷ lệ và kích thước thì các bạn sẽ làm thêm một thao tác, đó là nhấn giữ phím Control trong lúc mà chúng ta tiến hành lật đối tượng, thì chắc chắn rằng đối tượng lật xong nó sẽ giữ nguyên được tỷ lệ và kích thước gốc so với cái đối tượng ban đầu. Ở đây thì chúng ta đã làm một vài cái thao tác cơ bản đối với các đối tượng ở trong Corel, và chúng ta nhận thấy rằng là có mấy cái vấn đề như thế này, là trong Corel trong thao tác thì chúng ta có lúc chúng ta nhấn giữ phím Control và có lúc thì chúng ta là nhấp chuột phải. Thì đấy là hai cái thao tác được sử dụng vô cùng nhiều trong cái thao tác làm việc với lại Corel. Cái thao tác đó nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều thứ. Tôi lấy ví dụ như là phương pháp quay vừa rồi chẳng hạn. Đấy, quay, nếu như tôi giữ phím Control mà tôi quay thì tôi sẽ cưỡng bức cái góc quay này của đối tượng. Không phải muốn quay bao nhiêu thì quay, mà lúc này là nó sẽ quay theo một cái tham số đã được thiết lập trước. Mặc định của chương trình nó là 15 độ. Đấy, mỗi một lần các bạn dịch như thế này thì đối tượng của chúng ta chỉ quay được một góc 15 độ thôi. Nếu kéo nó quá cái góc 15 độ thì nó sẽ nhảy tiếp tới cái bước tiếp theo là 30 độ, 45 độ, vân vân. Nó cứ là 15 độ một. Đó. Hoặc là kéo xiên cũng vậy. Nếu như tôi giữ control mà tôi kéo xiên đối tượng thì mỗi lần kéo thì tôi cũng làm cho nó lệch đi một góc 15 độ so với cái hình góc thôi. Thế còn chuột phải thì nó có nhiều thứ lắm. Chuột phải chúng ta sẽ gặp vô cùng nhiều các tính năng, vô cùng nhiều các trợ giúp mà chúng ta có thể gọi bằng chuột phải. Do đó thì tôi cũng trao đổi thêm, thống nhất một khái niệm như này với các bạn. Khi nào mà chúng ta nói là nhấp chuột thì mặc nhiên nó sẽ là chuột trái, còn lúc nào mà chúng ta cần phải sử dụng chuột phải thì tôi sẽ sử dụng từ chuột phải. Đấy, và lúc đó thì các bạn sẽ làm theo bằng cái thao tác là nhấp chuột phải như thế. Thế như thế là chúng ta đã là làm quen được một số các cái thao tác rất là cơ bản ở trong Corel. Đấy là chọn một đối tượng và thao tác một vài thứ với nó. Di chuyển này, di chuyển và nhân bản đối tượng bằng chuột phải này. Transform, thay đổi kích thước nó này. Trong đó có thêm một cái thao tác là giữ shift để mà tạo ra cái thay đổi tương tác, có dỗi tương tác ở cái cạnh đối diện. Xoay đối tượng này, kéo xiên đối tượng này, lật đối tượng này. Đấy là những cái thao tác cơ bản nhất mà chúng ta đã làm, và thêm một xíu xíu nữa là vào đấy là chúng ta đã thao tác là gì đấy, tô màu cho đối tượng, đúng không? Chọn đối tượng, tô màu cho đối tượng, và đến thêm một cái nữa là nếu muốn xóa màu của một đối tượng đi thì chúng ta sẽ bấm vào ô gạch chéo phía trên này là chúng ta sẽ xóa màu của đối tượng.
Thế đấy là những thao tác cực kỳ cơ bản của Corel. Thế đến đây thì chúng ta sẽ làm quen thêm một khái niệm nữa, đó là chọn chọn nhiều đối tượng như thế nào. Như lúc đầu thì chúng ta đã nói là muốn làm cái gì thì phải chọn một đối tượng. Tuy nhiên là chọn thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta đã lấy cái công cụ này chúng ta chọn vào, thế là chọn. Nhưng mà như thế là chúng ta mới chỉ chọn một đối tượng thôi. Và bản thiết kế không phải chỉ có một đối tượng, đôi lúc tôi lại phải làm việc với nhiều đối tượng cơ. Thì lúc này tôi sẽ phải làm sao để tôi chọn được nhiều đối tượng một lúc. Đấy. Thường thường nó có sẽ có hai mặt, luôn luôn sẽ có hai mặt, thì âm với dương, ngày và đêm. Đó. Đầu tiên là chọn này. Đấy. Và bỏ chọn thì sao? Bỏ chọn thì chúng ta sẽ có hai phương pháp. Một là chúng ta chọn rồi và chúng ta chọn sang một đối tượng khác thì coi như chúng ta bỏ chọn đối tượng cũ. Đấy, và thứ hai là chúng ta bấm ra một cụ trống thì đấy là hủy bỏ chọn đi. Nhưng đấy là chọn một đối tượng thôi đúng không? Chọn nhiều thì bây giờ chúng ta làm như sau. Chọn nhiều đối tượng thì chúng ta sẽ bấm chọn một đối tượng đầu tiên. Sau đó thì các bạn giữ shift tiếp tục bấm vào các đối tượng còn lại mà các bạn muốn chọn. Để ý rằng là khi chúng ta chọn nhiều đối tượng thì cái body box, cái hộp điều khiển này nó sẽ bao quanh những đối tượng được chọn. Đấy, và đối tượng nào được chọn thì các bạn để ý góc phía trên cùng bên trái của cái hình được chọn, nó sẽ xuất hiện một cái hình vuông trắng nhỏ nhỏ nhỏ. Cái nào xuất hiện như thế thì nó sẽ báo hiệu rằng đấy là đối tượng được chọn cùng các đối tượng khác. Ví dụ như là đây, một đối tượng này, đúng không? Shift này, chọn đối tượng thứ hai này. Các đối tượng còn lại thì các bạn sẽ không thấy cái bounding box màu đen này bao xung quanh, và các bạn cũng sẽ không thấy gì đấy ạ, không thấy có cái hình vuông trắng nhỏ nhỏ nằm ở góc này. Đây, ví dụ cái hộp bounding box này rất to, nó bao trông bao rất là nhiều đối tượng, nhưng các bạn chỉ để ý đối tượng này này, đối tượng này, đối tượng này là có một cái hình vuông trắng nhỏ nhỏ nằm ở góc, thì những cái thằng đó là thằng được chọn. Còn những thằng nằm ở trong khu vực này nhưng không xuất hiện cái dấu hiệu đó thì không được chọn. Và đến lúc mà chúng ta chọn nhiều đối tượng rồi thì những đối tượng được chọn cùng một lúc này nó hành xử như thế nào? Nó sẽ hành xử tạm thời nó hành xử giống như là một đối tượng thôi. Ví dụ như tôi dịch này, di chuyển này, đúng không? Ví dụ dịch chuyển và nhân bản này, ví dụ tô màu này, ví dụ quay này, thì các bạn thấy rằng là khi mà cái hộp bounding box này, cái hộp điều khiển này mà nó vẫn còn bao xung quanh các đối tượng được chọn thì lúc này nó hành động như là với một đối tượng mà thôi. Đấy, mặc dù là nó gồm có nhiều đối tượng. Thế nếu như mà chúng ta bấm ra ngoài, chúng ta không chọn nữa, thì lúc này mỗi đối tượng lại trở về trở thành một cá nhân riêng biệt, một đối tượng riêng biệt không còn liên quan gì nữa. Thế chọn các đối tượng như thế này thì chúng ta vừa giới thiệu cách đầu tiên là giữ shift và chúng ta nhấp dần dần vào các đối tượng mà chúng ta muốn chọn. Thế còn cách nào khác nữa không? Còn một cách khác nữa đó là chúng ta chọn nhiều đối tượng luôn một lúc bằng cách nhanh hơn, đó là các bạn nhấp vào một cái vùng trống, không chọn đối tượng nào cả, nhấp vào vùng trống, giữ phím chuột và chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ vẽ ra được một cái khoảng chọn là một hình đứt đoạn màu xanh như thế này, và bất kỳ một đối tượng nào mà nằm lọt hoàn toàn vào trong khu vực này thì khi chúng ta buông chuột ra thì nó sẽ được chọn. Ở đây chúng ta sẽ để ý xem, có thể là có nhiều đối tượng như thế này. Bây giờ tôi vẽ một cái vùng chọn như thế này và tôi vẽ lên đây. Cái hình vàng nằm phía bên ngoài, phía bên phải có được chọn không? Không được chọn vì nó vẫn còn một phần thòi ra ngoài, chưa nằm trọn vẹn hoàn toàn ở trong vùng chọn. Đây, tôi buông ra và nếu bây giờ tôi tô màu thì các bạn sẽ chỉ thấy bốn hình ở bên này được tô màu đỏ, còn hình này vẫn là màu vàng. Lý do vì vừa nãy là nó không nằm hoàn toàn bên trong cái vùng chọn do chúng ta vẽ ra. Thế còn có một cách nữa, đó là các bạn không cần phải bao kín hết, chỉ cần chạm vào các hình thôi. Thì chúng ta phải làm thêm một cái thao tác như sau. Các bạn nhấn giữ phím An. Khi các bạn nhấn giữ phím An thì chỉ cần vẽ chạm vào hình nào là lấy hình đấy, không nhất thiết là phải bao kín. Đấy, các bạn nhìn đây. Đó, tôi chọn được. Đây, nhấn An này,
chỉ cần chạm vào thôi, chạm ít chạm nhiều không quan trọng, miễn là đụng vào cái vùng chọn do chúng ta vẽ ra thì buông tay ra một cái là nó sẽ chọn hết của chúng ta. Cái này để làm gì? Cái này để giải quyết cái trường hợp là đôi lúc tôi muốn chọn một cái đối tượng nào đó mà nó lại xen vào đây có một cái đối tượng nhỏ nhỏ chẳng hạn. Đây ví dụ các bạn để ý như thế này, tôi có một cái hình tròn màu xanh nhỏ nhỏ nó nằm ở đây. Nếu như mà chúng ta làm việc theo cái cách là giữ phím shift mà chọn ấy, chọn nhiều đối tượng thì rõ ràng là chúng ta phải mất nhiều thao tác đúng không? Một lần này 2, 3, 4, 5, 5 thao tác tôi mới chọn được hết các hình tôi cần. Tuy nhiên tôi muốn làm nhanh hơn thì tôi sẽ vẽ một vùng chọn nhanh như thế này, tôi chọn hết thì chỉ một thao tác là tôi chọn được. Nhưng lúc này thì do nó bao kín hết thì chúng ta lại lấy phải cái hình xanh không mong muốn này. Thế thì cái phím A nó sinh ra là để giải quyết cái vấn đề là gì đấy ạ? Chỉ cần vẽ chạm vào đây và tôi né cái gì đấy, tôi né cái hình tròn nhỏ nhỏ này ra thì tôi chỉ chọn được tất cả những cái hình màu đỏ thôi. Bây giờ ví dụ tôi tô sang màu khác, các bạn thấy là tô chỉ riêng cái hình này, còn hình xanh mặc dù nó nằm rất gần chúng ta vẫn né ra, chúng ta không chọn nó đấy. Và cái cách như thế này thì cũng vẫn chưa hoàn hảo, do đó thì ở các phiên bản về sau này Corel cung cấp cho chúng ta thêm một cái phương pháp nữa như sau. Các bạn thấy là các cái hộp công cụ này thì thường thường ở phía dưới góc phải của cái hình của công cụ thì nó còn có thêm một cái hình tam giác đen nhỏ nhỏ, và hình tam giác đen này báo hiệu rằng còn công cụ ẩn ở bên trong. Để lấy được công cụ ẩn bên trong thì các bạn nhấp giữ chuột một chút vào trong cái hộp công cụ như thế này thì nó sẽ mở ra cho chúng ta những công cụ ẩn ở bên trong. Chúng ta còn có một cái công cụ tương đối mới nữa là công cụ free hand pick. Công cụ free hand pick này nó giúp chúng ta giải quyết cái gì? Đó là vẫn né ra để tránh một đối tượng nào đó trong quá trình chúng ta chọn nhiều đối tượng. Nhưng mà cái cách mà nhấn an ấy, đôi lúc nó cũng sẽ không đảm bảo để chúng ta né được. Đây tôi ví dụ như thế này. Cái thằng này không phải tụt xuống đây một tí tẹo mà nó nằm trên này thì sao? Nó nằm nhoi lên đây thì thằng an kia con né được không? Đây ví dụ tôi nhấn an, tôi vẽ lên đây, kiểu gì cũng đụng phải nó. Đấy. Trường hợp này là không thể né được tại vì cái vùng vẽ của chúng ta là vẽ ra hình chữ nhật. Do đó thì không né được cái ông bé bé này. Thế thì kiểu gì cũng phải chọn vào nó. Do đó thì cái công cụ free hand pick nó giúp chúng ta giải quyết như sau. Đây. Tôi vẽ ra này, đúng không? Đấy. Né này. Tôi có thể vòng đi vòng lại, nói tóm lại là làm sao tránh cái thằng xanh lá cây ra. Và chỉ cần là làm sao mà đụng được vào cái đối tượng mà tôi cần. Đó. Đấy. Ví dụ như này thì là tôi có thể làm sao đây, né được cái thằng xanh đấy rồi. Đấy là cái công cụ để bổ khuyết cái chỗ thiếu sót của cái công cụ pick thông thường. Đấy, vì công cụ pick thông thường nó chỉ giúp chúng ta vẽ ra hình chữ nhật được thôi, chứ nó không thể nào mà uốn éo để tránh né được một cái đối tượng. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta vẫn lười, chúng ta không muốn mất thì giờ, thì tôi vẫn có thể là chọn nhanh như thế này. Ừ thì chọn thêm cái thằng bé đi, và sau đó thì chúng ta sẽ loại nó ra bằng cách là giữ shift kích thêm vào nó một lần, thì lúc này chúng ta sẽ loại bỏ được cái đối tượng mà không mong muốn ra khỏi cái nhóm. Và đây tô sang màu khác thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó không tô vào màu xanh lá cây, là cái hình tròn tròn nhỏ nhỏ đó. Thế như vậy đấy là cái thao tác giúp chúng ta là chọn nhiều đối tượng đấy và lách chọn. Thế còn nếu trường hợp mà đã lách rồi hoặc là lười mà vẫn chọn nhầm sang một đối tượng khác thì chúng ta có thể loại bỏ cái đối tượng mà chúng ta không mong muốn ra bằng cách là chúng ta giữ shift bấm thêm một lần vào đối tượng mà chúng ta không mong muốn đó, thì đối tượng đó sẽ bị loại bỏ ra khỏi cái nhóm của chúng ta đang chọn. Thế đến đây là chúng ta biết thêm được cái phương pháp chọn, bỏ chọn, chọn nhiều đối tượng đó, chọn nhiều đối tượng theo các cách khác nhau. Và nếu mà một đối tượng nào đó mà bị lẫn vào trong nhóm một cách không mong muốn, chúng ta cũng biết cách là loại bỏ nó ra. Thế là chọn nhiều thì để làm gì? Chọn nhiều là để chúng ta thao tác, chúng ta sắp xếp, chúng ta giải quyết một cái vấn đề gì đó. Và thường thường là nếu mà làm xong thì thường là tôi muốn giữ một cái mối quan hệ mà bền vững hơn giữa các đối tượng được chọn đó. Bởi vì
Nếu mà nhìn một cái thiết kế, bản thiết kế bảo nó là phức tạp thì nó là phức tạp, nhìn nó một cách đơn giản thì chúng ta sẽ cũng có một cách nhìn rất là đơn giản, đó là gì? Thiết kế chẳng qua là chúng ta làm việc với các đối tượng, sau đó thì chúng ta tạo ra thành những cái nhóm đối tượng phức tạp hơn đó, từ các nhóm đối tượng phức tạp hơn đó chúng ta lại xử lý thành một nhóm phức tạp hơn nữa, và cứ nhiều nhóm như thế làm thành với nhau sẽ trở thành bản thiết kế đấy. Thế thì khi mà các đối tượng này được gom vào với nhau để trở thành một cái thông tin mới, một cái đối tượng mới phức tạp hơn rồi, thì tôi muốn rằng đây sẽ phải là một cái mối quan hệ bền vững. Tại vì nếu mà không bền vững thì tôi có thể là xóa nhầm, tôi có thể di chuyển một cái đối tượng này ra khỏi cái nhóm này mất. Đấy. Thế cái việc mà chọn một lúc như thế này, ok, chọn được rồi, đúng không? Nhưng mà đây là một cái mối quan hệ mà không bền vững tí nào. Tôi còn cái tay nắm điều khiển bao xung quanh thì cái này vẫn hành xử như là một đối tượng. Nhưng mà nếu như tôi bấm ra ngoài một cái thì tôi bấm trở lại thì mỗi đối tượng này lại trở thành một đối tượng rời rã, nó không bền vững, hoàn toàn có thể bị tô màu khác, hoàn toàn có thể bị di chuyển, hoàn toàn có thể bị thao tác ngoài ý muốn. Do đó thì tôi cần phải có một mối quan hệ chặt hơn, đó là group, nhóm nó lại thành một nhóm để cho nó không bị tung ra nữa, không bị tháo dỡ ra nữa. Thế để thực hiện việc này thì chúng ta trước hết là chúng ta phải chọn nhiều đối tượng, sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện một vài thao tác như sau. Nếu các bạn làm việc với lệnh chuẩn thì các bạn sẽ vào menu object. Trong menu object này thì các bạn tìm tới cái lệnh group đó, và các bạn chọn là group object, hoặc là các bạn có phím tắt là Ctrl G, hoặc nếu mà quen rồi thì chúng ta sẽ tìm tới cái biểu tượng group ở trên thanh property. Đây, biểu tượng của nó đây, các bạn bấm vào đây thì cái nhóm này nó sẽ được khóa lại với nhau trở thành một cái tổ hợp, và tổ hợp này sẽ bền vững cho tới khi nào mà chúng ta không muốn nữa thì chúng ta tháo dỡ nó ra. Tháo dỡ thì chúng ta sẽ làm theo mấy cách như sau. Cách chính thống theo lệnh thì chúng ta sẽ vào menu object tìm tới group, và lúc này thì chúng ta sẽ thấy là có hai lệnh tương ứng cho nó nằm ở dưới này. Một là ungroup object, phím tắt là Ctrl U. Hai là ungroup all object. Ungroup object thì là tháo dỡ cái group vừa rồi ra thành các đối tượng rồi. Đấy. Thế còn các cái đối tượng mà phức tạp hơn, ví dụ như đây là một group. Đó. Ví dụ đây lại là một group khác. Tôi có hai group chẳng hạn. Và group này lại group với thằng này thêm một cấp nữa, thì những cái lệnh ví dụ như là group đây, các bạn cũng có thể tìm thấy cái sự hỗ trợ ở trên thanh này. Ungroup thì nó chỉ dỡ từng cấp độ một thôi. Ở đây chúng ta có ba cái lần group tất cả, một lần group của cái nhóm xanh này, một lần group của nhóm xanh đỏ này, và một lần group giữa hai cái nhóm này với nhau. Thế thì khi mà tôi nhấn một lệnh ungroup thì nó chỉ tháo dỡ gì đấy hai nhóm này ra khỏi nhau thôi, nhưng mỗi nhóm này lại vẫn đang là một group, và nếu như chúng ta lại chọn từng nhóm một mà ăn group lần nữa thì lúc này nó mới giảm về thành từng đối tượng đấy. Còn trong trường hợp mà chúng ta sử dụng cái lệnh là ăn group all thì sao? Đây, ăn ăn group all. Đây. Đây là một group này. Đây là một group nữa này. Hai group này lại group tiếp một cấp độ với nhau nữa. Thì đây, chúng ta sẽ có hai cấp độ, một là cái ungroup và một cái là ungroup all. Vừa nãy chúng ta sử dụng lệnh ungroup thì chúng ta phải tháo rất nhiều lần thì mỗi đối tượng nó mới trở thành một đối tượng riêng rẽ. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta nhấn lệnh ungroup all thì nó bất chấp là có bao nhiêu đối tượng ở trong nhóm, và các nhóm này được group bao nhiêu lần với nhau nó không quan tâm. Riêng cái lệnh này thì chỉ một lần nhấp lệnh nó sẽ tháo dỡ tung tóe hết cả ra và giả về từng đối tượng một, trở về cái đối tượng dạng đơn giản nhất. Đấy. Lúc này thì
bất chấp là ở trong này có bao nhiêu tầng group, nó cũng tháo luôn ra thành các đối tượng lẻ luôn. Thì đấy là thao tác chọn lựa này và group, ungroup, ungroup all. Đấy là mà mấy cái khái niệm rất là cơ bản chúng ta cần phải nắm được trước khi mà chúng ta đi vào các cái thứ khác mà nó cụ thể hơn. Bây giờ các bạn dành ra một 2 phút các bạn thử nghiệm lại nhanh luôn các cái thao tác mà tôi vừa giới thiệu vừa rồi. Vướng cái gì thì chúng ta sẽ giải thích luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục với các khái niệm tiếp theo.